Xin chào ông. Nói đến những cái vấn đề nổi cộm của cộng đồng người Việt tại các nước châu Âu thì ông có thể nói rõ hơn về cái tình hình kinh doanh của bà con người Việt tại châu Âu được không ạ? Có thể nói dùng một cái từ nó ngắn gọn, khó khăn, rất là khó khăn. Thì nó thể hiện trên mấy cái hướng thế này. Thứ nhất ý, là cái sức mua, cái sức tiêu thụ hàng hóa của cái nước sở tại rất là kém, và vì vậy thì là cái kinh doanh của chúng ta giảm sút rất. Khi mà đã thị trường nó đã khó bán, thị trường nó tiêu thụ ít thì cái giá cả nó cũng thấp đi, và giá cả nó thấp đi liên quan đến cái lợi nhuận và nó có kém đi rất là nhiều. Như vậy thì nó tóm lại là cái hiệu quả kinh doanh nó cũng rất là kém. Cái thứ ba nữa là thế này, cái biến động do cái khủng hoảng tài chính những cái năm gần đây của thế giới nó ảnh hưởng rất lớn, và nhiều nước thì cái tỷ giá cái đồng nội tại và tỷ giá đồng đô chẳng hạn thì nó thay đổi rất là lớn. Cái thứ tư nữa là thế này, cái sức cạnh tranh ngày càng lớn của các cái đối thủ cạnh tranh liên quan cùng cái lĩnh vực kinh doanh ảnh hưởng đến cái cộng đồng của Việt chúng ta, mà chủ yếu đấy là người Trung Quốc. Ngày xưa thì khi mà nó chưa phá bỏ biên giới thì ở các nước khác nhau thì nhiều khi ấy là ở một số nước như Ba Lan chúng tôi chẳng hạn đấy, thì những cái doanh nghiệp Trung Quốc nó chỉ là những cái doanh nghiệp nhập khẩu lớn, rồi là cái hệ thống phân phối chính tức là bán lẻ đấy thì là người Việt của chúng ta tiếp tục. Thế nhưng mà hiện nay ấy thì là do nó không còn biên giới nữa, cho nên là người Trung Quốc từ Hungary, từ Tiệp nó qua, họ qua đấy là rất nhiều, và họ xâm nhập cả vào cái thị trường bán lẻ của chúng ta. Điều thứ năm nữa thì là cái biến đổi của thị trường, biến đổi của các điều kiện kinh tế chính trị xã hội của các nước sở tại rất là lớn. Đương nhiên là các nước người ta đang càng ngày càng chuẩn hóa trong cái quá trình hội nhập sâu vào cái khối EU của nó, cho nên là càng ngày phải nói là các điều kiện kinh doanh người ta ngặt nghèo đi rất là khó. Cái lối làm ăn của chúng ta ngày xưa nó sẽ không còn thích hợp và buộc lòng ấy, là cái đó cũng gây ra khó khăn rất lớn trong cái chuyển biến cái tư duy kinh doanh của chúng ta. Vâng, như ông vừa mới phân tích ấy, thì rõ ràng là bà con người Việt Nam hiện đang kinh doanh tại châu Âu đang gặp rất là nhiều những cái khó khăn, và đó là những cái khó khăn nội tại. Vậy thì trong cái diễn đàn sắp tới thì liệu Liên hiệp các hội doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu có đưa cái vấn đề này ra không, và cái cách tháo gỡ cái khó khăn nội tại này sẽ là như thế nào ạ? Đề tài của diễn đàn lần thứ 9 năm nay của chúng tôi tại Bulgaria mang tên là thế này: Doanh nghiệp Việt kiều châu Âu hội nhập ổn định và phát triển bền vững. Cộng đồng chúng ta không thể chỉ kinh doanh chúng ta một như là một cái ốc đảo riêng, mà buộc lòng là chúng ta phải gắn chặt với lại cái nền kinh tế của nước sở tại nó mới bền được. Thế hiện nay thì là phần lớn cộng đồng chúng ta tập trung vào những hướng rất là nhỏ, buôn bán quần áo, giày dép, vải vóc, rồi những đồ thủ công mỹ nghệ, rồi một chút về cái đồ thực phẩm. Nhưng mà về chúng ta phải phát triển các ngành khác, thí dụ như là du lịch, thí dụ như là chúng ta về xây dựng, ví dụ như là các cái loại hình dịch vụ thế mạnh châu Á của chúng ta như châm cứu hay là vân vân, và rất là nhiều các cái hình kinh doanh cương nghĩa là chúng ta phải làm như thế. Thì năm nay là chúng tôi đương nhiên là có những cái vấn đề là nếu như chúng ta hội nhập thì chúng ta bắt buộc ấy là chúng ta phải liên kết để cộng sức mạnh lại, bởi vì chỉ có những cái thương hiệu mạnh thì mới đủ sức để mà bền vững, đủ sức mà cạnh tranh với lại các doanh nghiệp nước sở tại để chúng ta vào với cuộc chơi chung với cái nền kinh tế của người ta. Vâng, xin cảm ơn ông đã có những phân tích cũng như là những cái chia sẻ rất là chính đáng để bà con cùng tham khảo, và chúc cho diễn đàn sắp tới của Liên hiệp các hội doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu sẽ thành công tốt đẹp. Cảm ơn chị.